ngũ sắc thái. Tông cao là 1m2. Lô này của mình dao động là từ 1m2 đến 1m3. Đây là Sakura nha. Sakura gốc Mỹ. 280 một chậu. À, cái này là cẩm hạch tím. $800 một chậu. Tím tuyết, trắng tuyết ghép chung với nhau. $900. Chậu này là hai màu luôn. Một cốt. $800. Chậu cái bên 800 luôn. Hôm nay là phân khúc mình bán cho anh chị là phân khúc mà giá trị, có giá trị, những cây có giá trị được trưng bày trong những ngôi nhà thân yêu của mình. À, mình báo lại nha. $900, $800, $800, $800 và $800. Nguyên giải này là $800 một chậu. Nó sẽ đẹp hơn khi vào trong chậu lục giác. Khi mà đóng kiện cho anh chị mình sẽ vào trong chậu lục giác hết. À, loại này 280 gốc Mỹ. Còn nếu mà gốc thường thì là 230. Gốc thường là 230 nhé. Lô này của mình là 800.000 một chậu. Ngũ sắc thái, tông cao 1m đến 1m3. Bao ship khi mình báo hôm nay, ngày hôm nay mình báo là bao ship nha anh chị nhé. Những chậu này. Kết thúc một buổi đóng kiện hôm nay thì hôm nay anh chị mà lên đơn, ngày mai mình tiếp tục mà mình đóng. Tối nay mình vẫn tăng ca. Hôm nay mình ba bữa hôm nay liên tục là mình tăng ca để đóng kịp cho những kiện hàng. Sáng là giao một đô hàng rồi. Bây giờ là giao tiếp để một chút cuộc vào lấy. Chào trong hình à. 280. Nè, chỉ với video hôm nay mình lên những cái chậu hoa như trong hình á là mình sẽ bao ship. Rồi ok, vừa mình chân thành cảm ơn anh chị. Chúc anh chị một ngày 8 tháng 3 vui vẻ. Và lựa chọn cho mình được những chậu hoa ưng ý nhé. Thân chào anh chị ạ.